Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Bữa nay lại đi ăn cơm Hàn Quốc. Ở gia đình mình thì thích cái gì là cứ ăn theo cái món của mình thôi. Tại chiều trong gia đình ăn thôi. Mình rất thích cái món cơm Hàn Quốc này. Trời ngoài trời thì cũng đang mưa, cũng trời ẩm đạm đó. Để ăn cơm Hàn Quốc là ngon nhé. Nóng. Kính mời các bạn dùng cơm Hàn Quốc với gia đình mình nha. Ăn mà quên. Thank you.
Thank you.
qua những người bà cái.
á, ăn bởi ấm lòng quá giờ nóng rồi. Nhưng bà biết sao không? Phải đông người á, nó còn cái hơi nóng. Nè nè.
đông lắm. Tới rồi kìa. Còn Tết nè. Dư âm có thể Tết. Còn nghỉ không? Dư âm. À, rồi.
thơm. Mình cũng đi ăn mình đó, đợi transit.
mix. Thank you.
Vô sữa chua các bạn, vô sữa chua đây.